Rồi, ok, mình qua part 2, question 6 to 10. The people below all want to hide somewhere for a party for or event. On the opposite space, there are description of as places to hide. Decide which space would be the most suitable for the following people. For question 6 to 10, mark the letter A to H on the answer sheet. Những cái người bên dưới thì đều muốn thuê một cái chỗ nào đó cho một cái buổi tiệc hoặc là sự kiện. Ở bên trang đối diện thì có cái mô tả của 8 cái địa điểm có thể thuê. Và bạn quyết định which place là cái địa điểm nào thì nó thích hợp nhất cho từng người. Đối với câu 6-10 thì bạn sẽ đánh vô từ A đến H ở trên cái tờ trả lời. Cái này là hướng dẫn làm bài thôi. Rồi, nhân vật số 6 là Jessica is arranging her boss retirement party. She's looking for somewhere in the town center that can provide a traditional evening meal for around 100 guests. Jessica đang sắp xếp một cái buổi tiệc mà về hưu cho ông sếp ha. Cô ấy đang tìm kiếm một cái nơi nào đó mà nó ở trong trung tâm của thị xã và có thể cung cấp một cái bữa ăn truyền thống vào buổi tối cho khoảng 100 khách. Ok, vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô gạch đích những cái từ khóa quan trọng để tí xíu mình kiếm. Rồi, là phải cái địa điểm đó phải ở trung tâm của thị xã và phải cung cấp cái chỗ vị trí cho 100 người. Câu số 7, Emilia is organizing her 18th birthday party for 80 friends. She loves to dance and sing along to her favorite tune. She wants to offer drinks and snacks rather than sit down meal. Emilia, ok, thì đang tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18 cho khoảng 80 người bạn. Cô ấy thích nhảy và hát cùng với những cái giai điệu yêu thích của cô ấy. Cô ấy muốn là offer drinks next là tự phục vụ thức ăn và đồ uống hơn là cái bữa ăn mà ngồi xuống ha các bạn. Sit down meal là cái bữa ăn mà mình ngồi người ta phục vụ. Vậy thì chút xíu mình kiếm cái gì mà nó có thể có party, tiệc đứng, buffet gì đó thì nó sẽ phù hợp. Rồi, câu số 8, James and Amanda need somewhere to hold their wedding party. They want to be able to take photo outdoor. Most of their 100 guests are coming by car and some will need overnight accommodation. James và Amanda thì cần một cái nơi nào đó để tổ chức cái buổi tiệc cưới và họ muốn có thể chụp hình ở bên ngoài. Hầu hết 100 khách của họ đều đến bằng xe hơi và một vài người thì cần cái chỗ nghỉ qua đêm. Như vậy là thứ nhất là chụp hình ngoài trời nè, thứ hai là 100 khách đến bằng xe thì phải có chỗ đậu xe, và thứ ba là phải có chỗ nghỉ qua đêm. Rồi, số 9, Jane want to take his staff up 6 by taking them out for a day in the countryside. He wants somewhere where they can do a lot of fun activity and have a meal. Jane thì muốn cảm ơn bạn nhân viên của ông ấy ha, 6 người ha, bằng cách là dẫn họ đi ra ngoài về miền quê. Anh ấy muốn một cái nơi nào đó mà nơi mà họ có thể có nhiều cái hoạt động mà nó vui, thú vị và có cái bữa ăn. Rồi, như vậy cái này phải là có hoạt động ngoài trời ha. Ok. Câu số 10, Sophia is organizing her company annual two-day conference. Several meeting rooms are required, one of which must be able to hold 200 people. They will all need to stay one night. Sophia thì tổ chức cái buổi hội nghị 2 ngày hàng năm của công ty. Ở đây là phải essen là của ha. Bạn cứ lấy bạn dịch ngược. Rồi, nhiều cái cuộc họp, nhiều cái phòng họp thì có phải được yêu cầu. Một trong chúng, one of which, thì phải có thể chứa được 200 người. Tức là tổ chức cái buổi tiệc thường niên, conference hội nghị 2 ngày hàng năm của công ty thì yêu cầu nhiều phòng. Thứ nhất là yêu cầu nhiều phòng họp, nhưng mà trong đó có ít nhất một phòng họp phải có sức chứa là hơn 200 người ha các bạn. Rồi, they will all need to stay one night là tất cả bọn họ thì cần có thể ở lại một đêm. Vậy là quan trọng nha, phải kiếm cái chỗ nào mà nhiều người và có ở qua đêm. Rồi, ok, mình qua bên tay phải, mình đọc cái thông tin của nó và mình match nó lại ha. Rồi, mình qua địa điểm thứ nhất là Trombola. Trombola is available for private booking of up to 100 people.
Tripola thì có sẵn sàn cho cái đặt tiệc mà tư nhân ha, cho khoảng 100 người. Hire one of our DJ who will keep you and your guests moving to the music all night. Hãy thuê một trong những cái người chỉnh nhạc của chúng tôi, cái người mà sẽ giữ cho bạn và khách của bạn chuyển động theo nhạc suốt đêm. If you know the words, he encourages you to join. Nếu mà bạn biết cái lời bài hát thì anh ấy sẽ khuyến khích bạn cùng tham dự, tức là có thể là ca luôn á. Rồi, we have no restaurant, but light refreshments are available. Chúng tôi thì không có nhà hàng, nhưng mà những cái buổi ăn nhẹ, refreshment ở đây là ăn và uống nước nhẹ, giống như là cái dạng phục vụ nhẹ nhàng thôi các bạn. Nó giống như buffet thì không phải buffet, nhưng mà nó để sẵn giống như cocktail ở ngoài và một số cái món ăn nhẹ thì mình tự đi mình lựa. Available ha, có sẵn. Rồi, vậy thì ngay chỗ này nè, mình đọc tới đây mình thấy nó phù hợp với một cái cô gái mà hồi nãy một số 7 tổ chức, tức muốn tổ chức tiệc sinh nhật này cho 80 người bạn khiêu vũ nè, theo cái giai điệu yêu thích của cô ấy. Rồi cổ muốn ăn và uống nhẹ thôi chứ không phải muốn ngồi xuống như vậy, không muốn mà người ngồi người ta phục vụ. Vậy rõ ràng số 7 thì mình chọn là A ha. Ok, ngay chỗ này mình gạch những cái từ khóa nó match lại. Rồi, thứ nhất là giữ có DJ chỉnh nhạc, rồi đồ ăn nhẹ. Ok, số 7 mình đánh là 7A. Rồi mình qua địa điểm thứ hai, The Darlington Centre, trung tâm Darlington. This modern building situated in the countryside is perfect for all business event. Cái tòa nhà hiện đại này nằm ở miền quê, hoàn hảo cho những cái sự kiện về doanh nghiệp. We have rooms of varying size. The Haversham is the largest, with space for 300 people, including in the price a meal, overnight accommodation and tea, coffee. Chúng tôi có những cái phòng với nhiều cái kích thước khác nhau. Và cái Haversham là viết hoa như vậy, đây là tên của cái phòng. Thì lớn nhất với cái sức chứa hơn 300 người, khoảng 300 người, bao gồm trong giá là bữa ăn nè, và cái chi phí ở qua đêm, trà và cà phê. Như vậy mình nhớ nãy có một cái cô mà cổ đi kiếm cái địa điểm cổ tổ chức đây, annual 2-day conference for her company. Và cổ muốn cái phòng mà có một cái phòng ít nhất là chứa được 200 người, thì bên kia 300 là phù hợp. Và tất cả bọn họ thì cần phải ở lại một đêm. Như vậy là cái địa điểm B này rồi. Bao gồm trong giá thì có ở qua đêm, có ăn, có trà luôn nữa, cà phê luôn. Ok, vậy ngay chỗ này mình đánh vô số 10 là B ha, cho số 10. Rồi mình xuống dưới. Do mục C thì nó không có phù hợp cho cái ý nào hết, nên thầy bỏ qua, thầy dịch qua thằng D ha. Rồi, Sunbury Park, công viên Sunbury. This country house has space for 200 people at events such as wedding and formal dinner. Cái căn nhà ở miền quê này thì có sức chứa 200 người cho những cái sự kiện ví dụ như đám cưới hoặc là những buổi tối mà trang trọng. In our beautiful park, we offer a variety of exciting sports and team building games. Ở trong cái công viên mà xinh đẹp của chúng tôi cung cấp cho các bạn nhiều cái trò chơi thể thao thú vị và những cái trò chơi mà mang tính xây dựng đồng đội. As overnight accommodation is not provided, your event will be free from the interruption often found in hotel. We have slab car park. Bởi vì cái chỗ mà nghỉ qua đêm á, thì nó không có được cung cấp, cho nên cái sự kiện của bạn sẽ miễn phí từ những cái interruption là sự can thiệp often found in the hotel, tức là cái địa điểm của bạn á, nó sẽ không có bị những cái sự kiện mà ở thường xảy ra ở trong khách sạn mà nó chen vào. Ý người ta nói chỗ này là vậy. Chúng tôi thì có một cái bãi đổ xe rộng ha. Ở đây nếu mà bạn dịch không ra cái chỗ interruption, interrupt là chen ngang xía vào, như vậy ở đây là do event là cái sự cái việc của bạn á, thì nó will be free, nó sẽ rỗi, nó không có bị những cái việc mà can thiệp của những cái mà bạn thường tìm thấy ở trong khách sạn. Ví dụ khách sạn mình là có những cái như là gì, DJ hoặc là nhà quà nhạc hoặc là gì đó, thì nó không có ở đây. Ở đây chỉ cung cấp nhiều đó thứ thôi. Và rõ ràng ngay chỗ cái mục D này nè, nó phù hợp cho cái người số 9 đó. Ông muốn kiếm lôi kéo bạn bè đi về miền quê ha. Và ông muốn có những
rất là nhiều cái fun activity và ăn đơn giản như thôi, không có nói tới chuyện nghỉ qua đêm qua điếc gì hết. Cho nên câu số 9 này phù hợp cho mục D, mình đánh vô là 9D ha. Ok, rồi qua đây đánh dấu vô. Thứ nhất ổng chỉ có mấy người thôi mà ở đây người ta tới 200 người lận. Rồi ở đây là exciting game rồi này kia nè. Rồi cái gì nữa, ngay chỗ này của mình là gì, có fun activity ở countryside, có milk. Ok, vậy là quá phù hợp ha, this countryside house. Rồi lưu ý các bạn, ngay chỗ này sẽ có một số bạn nhầm. À, bạn sẽ lấy cái này bạn để vô cho cái người mà hồi nãy đi kiếm cái tiệc cưới á. Có một cái cô nào mà cô đi kiếm tiệc cưới phải không? Thì mình thấy chữ wedding. Thông thường cái nào mà giống giống vậy nó bị sai ha, nó không phù hợp nha các bạn. Bạn đi lên đây là bạn thấy nè, cái cô số 8 là James and Amanda cần một cái nơi tổ chức tiệc cưới, họ muốn chụp hình ở ngoài trời. Thì ngay chỗ này có không có gì, không có cái chỗ nghỉ qua đêm là không phù hợp, và cũng không có đề cập đến cái chuyện mà chụp hình ngoài trời luôn, cũng không phù hợp. Chỉ được có một cái 100 guests are coming by car, thì bên đây nó có cái big car park gì thôi. Ok, rồi do mục E này nó cũng không có phù hợp cho nên lại mình tiếp tục qua mục F ha. Person, this beautiful building dates from 1750 and is the last of its kind in this central location. All around it are shops and businesses. Cái tòa nhà mà xinh đẹp này thì nó được xây dựng quay trở về năm 1750 ha, và là cái tòa nhà cuối cùng của cái loại này ở tại cái địa điểm mà trung tâm. Xung quanh nó là những cái cửa hàng và trung tâm những cái doanh nghiệp. During the day it serves lunches, but in the evening it turns into an old-fashioned formal restaurant which can be had for a party of up to 200 people. Suốt ban ngày thì nó phục vụ cái buổi trưa mà nhẹ nhàng ha, nhưng mà vào ban đêm thì nó sẽ biến thành một cái nhà hàng trang trọng mà kiểu old-fashioned là cổ điển, có thể thuê cho những cái buổi tiệc mà lên đến 200 người. Như vậy bạn nhớ là cái bên đây có một cái người số 6 hồi nãy á, là bà Jessica này nè, bà muốn tổ chức một cái tiệc về hưu cho ông sếp ở ngay thứ nhất là trung tâm thị xã, thứ hai khách khứa là phải là hơn 100 người và traditional evening meal luôn. Như vậy hoàn toàn phù hợp cho cái vị trí vừa rồi. Vậy mình sẽ đánh vô số 6 là F ha các bạn. Ok, cho cái cô này số 6 F. Rồi mình qua đây mình coi nè. Đó, đúng y chang vậy luôn. Đó, trung tâm của thị xã. Rồi ban đêm thì old fashion có nghĩa là traditional, và ở đây mình tới 200 người trong khi cổ cần có 100 người thôi. Rồi tiếp tục mình qua mục G ha. Rồi ok, Hill Cost House, căn nhà Hill Cost, có thể là Hill là trên đầu gì đó không biết. This family run hotel is famous for its beautiful garden. Khách sạn mà được điều hành bởi gia đình. Ở đây là một cái khách sạn. Family run là điều hành gia đình. Ok, vậy khách sạn này được điều hành bởi một cái gia đình và rất là nổi tiếng cho cái khu vườn mà xinh đẹp của nó. It can host private or small business event. Nó có thể được để sử dụng cho cái mục đích là sự kiện cho những doanh nghiệp nhỏ hoặc là những cái sự kiện mà tư nhân. The dining room holds 150 and meeting room holds 20 to 20. Cái phòng ăn á, thì nó có chứa được 150 người, còn cái phòng họp á, thì chứa được 10 đến 20 người. The hotel is in the countryside, but close to two motorways and has plenty of parking spaces. Khách sạn á, thì nó ở miền quê, nhưng mà gần hai cái đường cao xa lộ ha, và nó có rất là nhiều cái chỗ đậu xe. Như vậy còn một cái người cuối cùng là nhân vật hồi nãy mình đang kiếm cái chỗ để tổ chức đám cưới, thì họ muốn chụp hình ở bên ngoài. Hồi nãy bên kia có cái khu vườn xinh đẹp rất phù hợp cho chụp hình bên ngoài. Ở đây có 100 khách đến bằng xe hơi, thì có chỗ đậu xe và phòng ăn được 150 khách luôn. Overnight accommodation là cần chỗ nghỉ qua đêm, thì đây là một cái khách sạn mà. Cho nên this hotel is in the countryside, thì khách sạn phải cho nghỉ đêm chứ. Giả như khách sạn không cho cho nên bạn cái câu này phù hợp với người số 8 ha. Rồi ok, qua đây số 8 đánh vô là G. Rồi xong ha, part 2. Thường thường làm part này thì các bạn hay ngán ngẩm lắm. Các bạn nhìn vô thấy chữ nhiều quá ngán, nhưng mà mình phải vô đầu giờ làm cái này trước, chứ không thôi cuối giờ lùng tung lúng túng làm đại dễ sai lắm, không còn tỉnh táo.
nhớ làm và quản trị thời gian thôi.